Hello anh em, chào anh em buổi chiều anh em ơi. Tục vô máy nha. Nay thêm cặp nữa nha anh em. 5018 với 6040. Con này về Nghệ An nha, không về khách đặt cọc bữa nay mới lấy. 5018 này về Hà Tĩnh. Hai con xe đẹp không nha. Kỳ này tiếp tục được hai em nữa ra đất Bắc nha anh em. Rồi 6040. Con này máy Việt. Có ủi đầu chính hãng, vỏ không lớn, viền xới viền cài ba món kèm theo. Con này về đất Nghệ ha, Nghĩa Đàn Nghệ An. Còn em 5018 này về Hà Tĩnh nha. Con này rất là đẹp anh em. Đời cao luôn ha, hai số xới. 2021. Đủ đồ chơi luôn, full phụ kiện nha, cày phay ổ chính hãng hết. Con này động cơ còn rất là đẹp nha, đời cao luôn. Cho em nó về Nghệ An. Còn em 50 này cũng kèm mũi đầu với dàn số mới, dàn Vinland. Con này thì về Hà Tĩnh, Kỳ Anh, ớ lộn mà về Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. 6040 này về Nghệ An nha. Có cái bộ Titan quá đã luôn anh em. Chiều nay em ra được cặp nữa nha. Hai con này khách vô trực tiếp hết, về trước hết rồi, về đón máy. Ơi, qua luôn. Rồi, em đầu tiên lên xe, 6040. Mời 6040 xu, đủ bộ kiện cày phay ủi ba món, chính hãng. Đón xe kìa. Rồi, qua luôn nè. Rồi, qua luôn đi. Con này em về đất Nghệ nha, Nghĩa Đàn Nghệ An. Quá im luôn anh em, vỏ sao lên vỏ béo luôn nha. Combo 3 món cày phay ổi. Xu này xu đời cao, hai số xới tem bể. Con này động cơ số máy nguyên nguyên hết trơn nha, rất là chuẩn luôn. Kèm theo ổi đầu chính hãng nè, dàn xới 2m2 chính hãng. Dàn cài 7 chảo chính hãng ha, 3 món chính hãng. Lại sao mới vô cầu. Xu về đất Nghệ, Nghĩa Đàn Nghệ An, 3 món ăn chơi. Rất là đẹp nha anh em. Con này nguyên bản nguyên di. Về là đi kéo, con này về là đi kéo keo là hết bài luôn. Rất là mức. Chỗ không lớn nữa. Đây được hai chiếc nha, một chiếc Hà Tĩnh, chiếc Nghệ. Hà Tĩnh về Cẩm Xuyên. Vừa không? Vừa chiếc mấy luôn. Khỏi cầu luôn ta, khỏi cầu qua lọt không? Bỏ ủi ra mà. Này về xứ Nghệ anh em. 3 món ăn chơi, cày phay ủi. Rồi, anh em mình có cần máy liên hệ nha. Một em đầu tiên bên xe. Con này dàn xới 2m2 chính hãng nha anh em. Xới đĩa phúc 6 nha, phúc 6 đĩa. Có vài cái lưỡi xới nó bị hư cái thai xới nha. Vỏ sao lên vỏ không lớn luôn nha, 16928 nè anh em. Ủi đầu chính hãng luôn, rất là đẹp nha. Xu này xu tem bể ha, đề cao hai số xới. Rồi, cảm ơn anh trai đất Nghệ nha. Anh em mình có cần máy liên hệ. Chúc em thi ra thêm một em nữa, còn em Hà Tĩnh nó chuẩn bị lên xe. Nay hai em nha anh em. Nghệ Nghĩa Đàn Nghệ An với Cẩm Xuyên Hà Tĩnh.
Em này lên xe trước nha anh em. Rồi anh em mình có cần máy thì cứ liên hệ kho em nha, kho em còn rất là nhiều máy. Sáu không thì dao động trung bình từ 250 trở lên, 50 thì cũng vậy luôn, cũng từ 240-250 trở lên, chưa có phụ kiện. Kho này anh em, kho khách rất là nhiều, nay khách xuống coi mấy gạch chốt được 2-3 chiếc luôn anh em. Chiều đẹp trời cho hai em về đất Bắc, em ra xứ Nghệ, em về Hà Tĩnh. Đón lại, cho đứng lại luôn đi. Rồi cảm ơn anh em nha, 60 về Nghệ An cho anh Trung ở Nghĩa Đàn nha nè. Em 50 này cũng vip nữa nè, em 50 này mới mấy trăm giờ rồi. Máy dàn phay với dàn ủi dính hãng. Con này thì về Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đó, siêu vip luôn, con 50 này là nguyên zin toàn tập. Dàn phay mới nữa nè anh em ha. Dàn zin lên. Dàn này bảo hành mùa hè 12 tháng nha anh em, mới chầm chầm. Con máy thì còn rất là nhiều máy anh em ha. Em mới về một em 94 siêu vip luôn nè anh em, mới mấy trăm giờ à. 94 này anh em nhìn nè. Y như xe mới, rất là đẹp. Anh em nào có chơi hệ dân ma liên hệ anh em nhìn cái chóc dè này đủ uy tín chưa ha, 494 còn kỳ chất ha. Rồi 5018 kèm xúc lật có sẵn luôn nha, đây 5018 kèm xúc lật có sẵn luôn đó. 494 này là siêu vip luôn nha. 5018 bên đây tem bể đời cao 22 tuổi với dàn sới về Hà Tĩnh. Để em cho con 60 này lên xe nha anh em. Rồi anh em mình có cần máy liên hệ em nha, chúc anh em buổi chiều nhiều sức khỏe nha. Xu về đất Nghệ. Con này đi combo 3 món nha anh em, kẹp phải ủi ha. Đây, máy còn rất là nhiều. Anh em có cần dòng gì cứ alo em. Dính rồi. Để em cho lên xe cái nha anh em. Rồi anh em mình có cần máy thì liên hệ em nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha.